Thưa quý vị, trong 2 năm 2020-2021, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ, toàn diện, thường xuyên, liên tục, nghiêm túc và sâu sắc các chỉ đạo của Trung ương về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình khó khăn, phức tạp, hết sức khó lường của công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là những thời điểm Đà Nẵng là tâm dịch của cả nước, trong khi chưa có đầy đủ các chủ trương, quy định pháp luật. Việc chỉ đạo triển khai khá lúng túng, vừa làm vừa đúc kinh nghiệm, nhưng cả hệ thống chính trị đã quyết tâm, đồng lòng hướng đến mục tiêu duy nhất là không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, không để lây lan đến những người có nguy cơ cao dẫn đến tử vong. Bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho nhân dân là trên hết, trước hết. Vì vậy, trong quá trình thực hiện đã có những sai sót, khuyết điểm dù những sai phạm khuyết điểm đó xuất phát từ sự công tâm, hết mình với công việc, vì lợi ích chung, vì tính mạng và sức khỏe của nhân dân thành phố, không vụ lợi cá nhân. Với tinh thần kiềm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, lãnh đạo thành phố đã khẩn trương chỉ đạo và tổ chức các hội nghị để xem xét, đề xuất Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý một số cá nhân liên quan theo quy định và đã chỉ đạo khắc phục ngay một số hạn chế thiếu sót thành phố xem đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho tập thể cũng như từng cá nhân trong công tác điều hành chỉ đạo thực thi công vụ kịp thời chỉ đạo khắc phục vi phạm và sẽ nỗ lực nhanh chóng khắc phục các vi phạm khuyết điểm nhằm tiếp tục phân đấu hoàn thành trọng trách nhiệm vụ đảng nhà nước giao với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm tập trung khôi phục tăng trưởng kinh tế xã hội tiếp tục giữ vững an ninh trật tự xã hội thành phố